cậu bé con rát sinh ra trong một gia đình công tước quý tộc Anh. Từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh mẹ bị bắn chết ngay trước mặt. Đó cũng là lần đầu tiên cậu tới doanh trại của tướng quân Anh. Tên sát thủ ngắm bắn ông ta nhưng mẹ cậu lại phi ra bảo vệ. Người vệ sĩ giết được hắn nhưng không kịp nữa rồi. Trước khi ra đi, bà chăn trối với người chồng Orlando rằng hãy bảo vệ con trai khỏi thế giới tàn khốc này. Cứ thế cậu lớn lên trong sự bao bọc và huấn luyện của cha, cùng sự chỉ dạy của Sola, người vệ sĩ da màu. Toàn thân ưu tú nhưng không có chỗ để thể hiện. 5 lần 7 lượt muốn xin được nhập ngũ nhưng đều bị ngăn cản. Ở phía khác, muốn lên được đỉnh núi cao chót vót này chỉ có cách ngồi lên cái thang kéo nguy hiểm. Xảy chân một cái thì kết cục không cần nghĩ cũng biết. Tuy bề ngoài là một trang trại nuôi dê nhưng đây lại là căn cứ của bọn khủng bố. Tên cầm đầu là người Scotland rất căm thù nước Anh. Hắn đã lập ra nơi này để lên kế hoạch báo thù, còn phát cho mỗi người một chiếc nhẫn bên trong chứa một viên thuốc độc. Kẻ nào thất bại thì tự biết làm gì với nó. Mục tiêu lần này là đại công tước Áo khi ông tới thăm nước Anh. Sát thủ cẩn thận chế tạo một quả bom giấu trong bình rượu chờ xe công tước đi qua thì ra tay. Nhưng hắn ta trăm ngàn lần không ngờ con rát ngồi cạnh lại phản ứng kịp. Nhanh như chớp rút cây dù ra đánh bay quả bom như đánh gôn. Nhiệm vụ thất bại thảm hại. Đúng lúc hắn đang do dự nuốt viên thuốc thì con mồi lại tự mình đưa đến tận miệng. Không một động tác thừa, hắn rút súng bắn chết hai vợ chồng công tước. Việc này đã ngấm ngầm châm ngòi cho cuộc chiến giữa ba nước Anh, Đức và Nga. Vua của ba nước này là ba anh em họ. Trong khi Nga và Đức luôn muốn chiến tranh thì cậu em út Anh lại đứng giữa giảng hòa, nhưng lần này không thể nữa rồi. Cuộc chiến khốc liệt diễn ra suốt 2 năm kéo theo sự hy sinh của hàng triệu người. Bước đầu của kế hoạch đã hoàn thành. Bọn khủng bố âm mưu đẩy Nga ra ngoài cuộc chiến và giải phóng toàn bộ sức mạnh của Đức để tiêu diệt Anh. Nhiệm vụ lần này được giao cho tên dâu xồm là cận thần của hoàng đế Nga. Hắn cho tí hàng vào viên kẹo rồi lừa hoàng tử nhỏ ăn. Cậu bé vừa ngậm vào đã co giật sùi bọt mép. Hắn đe dọa nhà vua muốn cứu con thì phải lập tức rút quân bằng không tự chịu hậu quả. Quả nhiên khi họ quỳ gối nghe theo thì hắn chỉ cần phẩy tay đã khiến cậu bé tỉnh lại. Hóa ra tên này từ lâu đã thao túng cả đức vua và hoàng hậu bằng thuốc phiện. Bọn họ như những con thú chờ chủ cho ăn rồi răm rắp làm theo sự điều khiển của hắn. Anh họ con rát ở Nga nghe ngóng được tình hình và báo về. Tướng quân biết chuyện đã đích thân mình cùng phụ tá tới Nga giải quyết. Con rát cũng muốn đi theo nhưng tất nhiên cha cậu không cho phép. Con tàu đi tới giữa đại dương thì bất ngờ bị tàu ngầm khủng bố phóng ngư lôi nổ tan xác. Việc đã đến nước này khiến con rát không thể ngồi yên được nữa. Cậu muốn bước ra khỏi cái kén bao bọc, tức giận nói cha dù có bảo vệ cậu đến mấy cũng không chuộc lại được thất bại trong việc bảo vệ mẹ. Những tưởng Orlando sẽ nổi giận nhưng ông lại cho rằng đã đến lúc cho đứa con nếm thử mùi đời. Liền dẫn cậu tới một căn phòng bí mật có bảo mẫu và vệ sĩ đang chờ sẵn. Xung quanh dán đầy những tờ thông tin tình báo cùng đủ loại vũ khí. Bao lâu nay ông bày ra hình tượng không màng thế sự nhưng bên trong âm thầm lập ra tổ chức điệp viên với mạng lưới khổng lồ khắp thế giới, tai mắt thám thính ở khắp nơi. Sau nhiều lần điều tra, họ phát hiện tên sát thủ và tên râu xồm đều đeo chiếc nhẫn của bọn khủng bố. Vì tên râu xồm là kẻ có máu mặt ở Nga nên cần chuẩn bị kỹ càng hơn. Biết hắn ta rất thích đồ ngọt và thông cống những cậu trai tơ nên họ định để con rát làm mồi, như hắn ăn chiếc bánh tẩm chất kịch độc. Lần đầu làm nhiệm vụ nên con rát còn khá non, đối mặt với những lời gạ gẫm của hắn có phần ghê tởm. Vừa nghe lão dê già có ý định thông lỗ nhị mình đã phải nhờ đến sự cứu viện của cha. Tên này cũng thuộc dạng trẻ không tha già cũng phải hiếp. Hắn đi theo Orlando vào phòng lấy lý do chữa khỏi vết thương ở chân cho ông. Mặc dù cá đã mắc câu ăn phải chiếc bánh tẩm độc nhưng lạ thay hắn chả có phản ứng gì, được một lúc còn nôn hết tất cả ra ngoài. Điều họ không lường trước được bởi hắn ta ngày nào cũng ăn một ít chất độc để tạo kháng thể miễn dịch. Chiêu lấy độc trị độc này cũng quá là đỉnh rồi, tại hạ thật bó tay vị huynh đài. Sau khi phát hiện ra âm mưu đầu độc của Orlando, hắn đã thôi miên ông và dắt tới hồ băng rồi dìm ông xuống. Đám con rát bên ngoài nghe thấy có động tĩnh liền xông vào. Sola võ công đầy mình nhưng không địch lại tên dâu xồm này bởi hắn đánh nhau chẳng giống ai. Động tác quái dị giống như đang múa ba lê, xoay vài vòng đã hạ gục đối thủ còn cắm cho ông một liều thuốc phiện. Khi chuẩn bị chém xuống thì kiếm bị con rát bắn văng ra. Quá xui là cậu chỉ có một viên đạn nên là bị hắn tóm được. Không có cha kịp thời cứu nguy thì cậu đã bị bẻ gãy cổ. Hai cha con song kiếm hợp bích mỗi người một xiên dùng hết sức dìm chết hắn. Lúc cha con Orlando còn đang thở không ra hơi thì hắn từ dưới hồ nước bỗng nhiên chồm dậy. Chưa kịp đánh lén đã lãnh một viên đạn xuyên táo của bảo mẫu. Biết tin thuộc hạ thân cận đã bỏ mạng, tên cầm đầu tổ chức tức đến sôi máu liền phát tiết chém đứt một bên sừng con dê. Sau đó ra lệnh cho thuộc hạ khởi xướng cuộc cách mạng để kéo Nga ra khỏi cuộc chiến. Nhiệm vụ đầu tiên thành công cũng là lúc con rát đủ 19 tuổi, cậu hăng hái trở về Anh để nhập ngũ. Vì giờ đã đủ tuổi cũng như tướng quân đã mất nên cha cậu không thể nhúng tay vào ngăn cản như trước nữa. Bên Đức, tên gián điệp khủng bố bày cho nhà vua gửi điện tín mã hóa đề nghị Mexico xâm lược Mỹ. Tình báo Anh tuy chặn được nhưng không ai có thể giải mã ngoài cô bảo mẫu ở nhà con rát. Bọn họ báo cho Mỹ biết với mong muốn kéo thêm đồng minh kết thúc chiến tranh, nhưng Tổng thống Mỹ nghi ngờ tính xác thực của việc này, yêu cầu phải có bằng chứng. Orlando ở nhà đang tìm đủ cách để mọi việc kết thúc nhanh nhất, có vậy con trai ông mới có thể bình an trở về. Vậy mà người tính không bằng trời tính. Con rát ở mặt trận biết tin mình được điều về thì đã bí mật trao đổi thân phận với một binh nhất. Cậu muốn hoàn thành ước nguyện được phác súng ra chiến trường.
quân đội Anh do lầm tưởng một điệp viên phe mình là kẻ địch giả mạo nên đã bắn chết, nhưng mà khéo le thay trong tay anh ta đang giữ bức điện tín gốc. Đó cũng là thứ duy nhất có thể chấm dứt chiến tranh lúc này. Vì thế họ cần 6 người tình nguyện đi lấy vật đó về, trong đó có cả con rát. Màn đêm vừa buông xuống, họ lập tức bí mật hành động. Đi đến nửa đường thì chạm trán với quân thám thính. Đây là thời điểm nhạy cảm nên không thể nổ súng vì sẽ đánh động hai bên chiến hào. Đến lúc đấy thì chỉ có nước bị bắn cho thành cái rẻ lau nhà. Với kỹ năng chiến đấu đã được rèn giũa từ khi còn bé, còn rát rất nhanh giết được 3 tên địch nhưng lại bị một tên khác tước vũ khí. Đồng đội thấy cậu sắp chống cự không nổi liền cắn răng nổ súng. Tiếng súng vừa nổ lên thì pháo sáng đồng loạt cũng bắn lên tiết lộ vị trí. Từ hai bên chiến hào đạn bắn tới như mưa chút nước. Còn rát chạy thục mạng ngã xuống một hố trú ẩn, tình cờ gặp được người điệp viên kia đang bị thương. Lúc này cậu mới nhận thức được sự tàn khốc và nguy hiểm mà trước kia cha luôn cảnh báo. Người kia bảo con rát hãy cầm bức điện tín quay về nhưng cậu nhất quyết không bỏ lại đồng đội. Vác anh ta lên vai vượt qua làn mưa bom bão đạn, khi sắp đến nơi thì bị một quả mìn nổ phăng người. May có người trên vai che chắn nên sống sót. Khi được chỉ huy hỏi tên, cậu che giấu thân phận nên khai tên của binh nhất kia mà không biết bạn của binh nhất đang ở đó. Hắn ta cho rằng con rát là do gián điệp người Đức mạo danh, không nói phải trái đã bắn một phát giữa trán cậu. Lando ở nhà hay tin con trai hy sinh thì vô cùng đau đớn và day dứt, tinh thần suy sụp triệt để. Lúc này nước Anh như ngồi trên chảo lửa bởi hoàng đế Nga đã thoái vị trao quyền cho người của tổ chức kia. Tổng thống Mỹ tuy xác thực được bức điện tín nhưng lại từ chối tham chiến vì bị nắm thóp. Bọn khủng bố dùng mỹ nhân kế cử một người đẹp tới mê hoặc tổng thống rồi quay lại đoạn băng đe dọa ông. Lando sau cái chết của con thì luôn đắm chìm trong men rượu, không còn quan tâm tới tình hình đất nước. Bảo mẫu không thể đứng nhìn thêm nữa, kiên quyết khuyên ông hãy làm vì con trai, đừng để cậu hy sinh vô ích, hãy thay con rát trở thành người cậu ấy mong muốn. Có vậy Orlando mới vực dậy được niềm kiêu hãnh trong lòng. Ông phát hiện người phụ nữ kia có một chiếc khăn giống tên sát thủ khủng bố. Đối phương vừa gặp đã rút dao tấn công. Ông nhẹ nhàng xoay người siết cổ à ta nhưng cũng không moi được thông tin gì. Tổng thống Mỹ hứa với họ nếu tìm được đoạn băng gốc thì sẽ đứng về phe Anh đánh bại quân Đức. Thợ may ở cửa tiệm Kinh Man cho biết chiếc khăn được làm từ loại vải hiếm, có xuất phát từ loài dê trên đỉnh núi hiểm trở kia. Biết được vị trí bọn khủng bố, nhóm điệp viên lập tức lên đường hành động. Vì dưới chân núi có lính canh nghiêm ngặt nên Orlando phải nhảy dù để tiếp cận. Không may gặp sự cố khiến phi cơ trao đảo, khó khăn lắm mới rạch được cánh máy bay thoát ra. Ông bị treo lơ lửng trên vách núi cao chót vót, mắt thấy cành cây phía trên sắp gãy liền cuống cuồng cắt đứt sợi dây. Học theo cách đi của con dê ở khe núi chật vật leo lên, lúc nguy cấp lại được con dê cụt sừng kéo lên. Vừa trốn thoát khỏi đám lâu la vào một căn phòng thì lại gặp phải một tên to cao đen hôi. Ông vừa kịp bắn pháo sáng cứu viện đã ăn no hành. Hắn đáo Lando văng xuống nhưng may bám được vào thanh gỗ. Sola giải quyết xong đám người liền nhảy lên hòn đá của chiếc thang dây. Bảo mẫu bắn đứt dây khiến người trong thang lao thẳng xuống. Hòn đá nhẹ hơn bị bay lên đưa ông tung người chém lìa đầu tên to cao. Bảo mẫu bên dưới cũng lấy được cuộn phim gốc của tên khủng bố. Mặc dù xong việc nhưng Orlando muốn tiêu diệt tận gốc mối họa này nên cùng quản gia xông vào hang ổ của chúng. Không mất nhiều sức xử gọn đám tay chân, hai người bước vào căn phòng và được chào đón bởi làn đạn súng máy của tên cầm đầu. Hai bên đấu súng kịch liệt đến khi hết đạn thì tên kia mới lộ mặt. Kẻ đứng sau tất cả hóa ra lại là tên phụ tá của tướng quân. Lúc trước hắn chủ động đề nghị tướng quân sang Nga rồi giả chết đánh chìm con tàu, âm thầm núp trong bóng tối giật dây mọi chuyện. Đã thế còn là một kẻ vô liêm sỉ khi mồm bảo chiến đấu như một quý ông, nhưng lại gắn họng súng vào kiếm bắn về hướng Orlando. May có quản gia lao ra đỡ đạn cho. Hai người lao vào đấu kiếm ác liệt, tiếng kim loại va chạm không ngớt cho đến khi vũ khí bị văng ra. Hắn lôi ra một quả lựu đạn giật chốt ném tới. Orlando nhặt được chiếc khiên bên cạnh chống đỡ bị hất văng ra ngoài. Hắn tức tối nhặt lại được kiếm xông tới dồn ông tới bờ vực. Ngay giờ phút quyết định thì con dê kia lại cứu Orlando một mạng nữa. Nó dùng chiếc sừng sắc nhọn còn lại đâm xuyên chân kẻ thù ác, tạo cơ hội cho ông lật ngược tình thế. Đến nước này hắn ta vẫn dụ dỗ khuyên rằng ông sẽ vì đức tin của mình mà không giết người. Thế nhưng hắn đã lầm to rồi vì ông đang chiến đấu thay con trai mình. Không do dự dùng chiếc huân chương của con rát cắt đứt dây tặng tên trùm sò một vé tàu nhanh xuống âm phủ. Tổng thống Mỹ sau khi nhận được cuốn băng ngay lập tức ra lệnh tham chiến giúp nước Anh chiến thắng. Chiến tranh thế giới thứ nhất cũng vì thế mà chấm dứt. Orlando sau khi trở về đã mua lại tiệm may Kinh Man làm bức bình phong cho tổ chức điệp viên của mình. Lấy mật danh theo truyền thuyết vua thờ mà con trai con rát yêu thích, ông muốn tôn vinh và tưởng nhớ tới cậu. Nhưng tất cả không ngờ rằng, người của tổ chức kia vẫn còn, không ai khác lại chính là Hitler, kẻ thù ác bậc nhất nước Đức. Tôi biết nhiều bạn sẽ nhận ra phim có khá nhiều vai giống với nhân vật lịch sử, nhưng bộ phim chỉ là giả tưởng của người Mỹ và Anh, nên mọi người cứ thoải mái thưởng thức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những review phim tiếp theo.